Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nha. Hôm nay là chiều tối ngày 13 tháng 3 năm 2019 nha các bạn nhé. Đấy, thì cái giò đùi gà của em đúng lúc đang nở rộ và đúng lúc những cái bông đùi gà nở đẹp nhất trong cả một năm, thì em cũng chia sẻ cho mọi người cùng nhau thưởng hoa về cái giò đùi gà dẹt này. Đấy, nói chung thì đối với em về cái giò đùi gà này nó cực kỳ là đặc biệt luôn. Đấy, cực kỳ là đặc biệt. Đây là đùi gà nguyên bản luôn nhé các bạn nhé. Đây là một dề nguyên bản mà em lấy ở rừng về đấy ạ. Đấy, đây đây, để em nắn cho nó ra đẹp hơn tí nữa. Nói chung là giò đùi gà này em lấy ở trên vườn, ở trên huyện của chúng em xuống, thì nó đã nở được chừng 2-3 hôm rồi. Nhưng mà hôm nay thì mới là cái hôm mà những cái bông đùi gà nở rộ nhất. Thì em cũng quay chi tiết để chia sẻ cho mọi người cái giò này. Đấy, để chúng ta cùng nhau thưởng hoa thôi. Thì lát nữa em sẽ giới thiệu cho mọi người về một số mặt hàng lan mà ngày hôm nay có. Và cái đùi gà dẹt này thì khoảng mấy hôm nữa em sẽ về một lô, tầm khoảng chắc khoảng chiều mai, chiều tối mai thì mới về đến đây. Đùi gà dẹt ạ, chiều mai sẽ có chừng 3kg về. Thì hàng nó đang xuống lá nên là rất là nhẹ cân luôn. Hàng ngày mai, cái lô hàng ngày mai, nói chung là ở đầu nguồn họ chụp ảnh đến cho em là cây nó đã xuống hết lá, xuống như vậy, gần như là hết lá các bạn. Cái này nói chung là chúng ta cùng nhau thưởng hoa một chút nhé. Về một cái giò đùi gà, em không dám khẳng định là giò đùi gà này nhất vịnh Bắc Bộ, nhưng mà em dám khẳng định luôn là nó nhất tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Đấy, nên là chúng ta hãy cùng thưởng, từ từ chúng ta thưởng hoa đi nhé. Mặt bông về cái đùi gà này rất đặc biệt như này. Thường thường thì đùi gà nó cho mắt tím đen, nhưng mà giò này thì đặc biệt ở cái là nó có cái mắt màu tím. Đấy, chứ nó không hẳn là tím đen nữa, mà là nó chỉ là màu tím thôi, chứ không có màu đen ở đây, đúng không các bạn? Đấy, đó. Đấy, một mặt bông đùi gà này. Đó, đồng thời thì sắp tới mấy ngày nữa thì em sẽ phát triển thêm một cái kênh mới, đó là cái kênh của anh Cúc Duy. Anh Cúc Duy sẽ đảm nhiệm mấy cái kênh đấy để chia sẻ cho mọi người. Nhưng mà lúc nào phát triển thì em sẽ giới thiệu cái kênh đấy cho mọi người sau. Nói chung là các bạn mà nghe được giọng anh Duy, anh Cúc Duy á, thì cái giọng anh ấy rất là ấm, ăn nói thì lưu loát mà rất là truyền cảm luôn. Anh ấy còn có cả fan hâm mộ riêng cơ. Chứ còn em Ngọc Bền thì chỉ được cái chê là được nhiều hơn khen thôi. Em thì ăn nói thì ấp áp úng, đôi lúc thì nói chung là cái tên lan còn nói còn không được rõ các bạn ạ. Nó thì nó nằm ở trong đầu mình rồi, nhưng mà nói ra thì không nói ra được cơ. Đây, không thể đọc ra được cái tên lan cơ, nên là còn có bạn mà nó bán lan cái kiểu gì mà cả tên lan không biết. Nhưng mà thực chất thì em cũng là người dân tộc Tày. Đấy, các bác thông cảm em. Em ăn nói ấp a ấp úng thì các bác thông cảm em tí nhá. Đấy, hôm nay thì em xin lỗi các bác ấy rằng là em nói không được rõ này, nói không được sõi. Và những cái tên lan thì đôi lúc ấp a ấp úng mãi mới nói được cái tên lan ra. Thực sự là tên lan nó ở trong đầu, nhưng mà nó ở ngay cửa miệng thì nó ở ngay đầu môi thì nó lại không phát ra được cơ. Thế cơ các bạn ạ. Đấy,
rất là đẹp các bạn ạ. Em thì em thích chơi đùi gà thôi, chứ còn điệp điếc thì em chơi gọi là cho có, mỗi loại một mặt bông. Em hứa bảo là quay cái khu vườn ở trên huyện cho các bạn xem, nhưng mà thực sự là về trên đấy lúc nào cũng bận rộn, gần như về trên đấy là toàn bị say thôi, nên là không leo lên vườn được. Đấy. Đấy, bây giờ chúng ta có được hơn 5 phút để chúng ta thưởng hoa. Những cái cánh hoa mới nở cực kỳ là đẹp luôn. Thơm lắm các bạn ạ. Đấy. Như em vẫn luôn nói là các bạn chưa trong clip thì em chưa bao giờ gọi các cô chú anh chị, nên là thực sự là tất cả chúng ta đều chung một cái đam mê, đều nằm chung một cái sân chơi, nên là kể cả già hay trẻ, chúng ta đã đam mê cùng một niềm đam mê thì chúng ta là các bạn, những người bạn cùng niềm đam mê thì em cũng toàn xưng là bạn các bạn. Nhưng mà thực tế thì khách hàng của Ngọc Bền thì toàn là các cô chú, các anh chị, toàn là những người lớn tuổi, có những khách hàng 70 mấy tuổi con ạ. Chú rất yêu hoa, bác rất yêu hoa, bác yêu hoa lan như thế này cái kia, nên là Bền cũng rất quý những con người già tuổi cha tuổi ông của Ngọc Bền á, rất là tôn trọng khách hàng đấy và rất hiểu cái niềm đam mê của từng người đấy. Có một số bông là bông này nó kiểu như là bị ấy, nó hơi úa. Đẹp đúng không các bạn? Rồi bây giờ em đi vào giới thiệu cho các bạn một số mặt hàng lan mà hôm nay em có. Em sẽ giới thiệu từ gần nhất đây. Đây là lan Ý Ngọc thì bây giờ đang nụ này các bạn này. Giá là 300.000 1 kg Ý Ngọc. Đấy. Còn đây là lan đuôi chuột này. Đuôi chuột 150.000 1 kg này. Còn đây là lan chuối ngọc này. Chuối ngọc thì hoa cũng tựa như là hoa đùi gà các bạn. Nhưng mà hoa chuối ngọc thì có cái họng vàng nhé các bạn nhé. Đây, hoa chuối ngọc có họng vàng và có mắt xước ở trong, xít sâu tận trong, mắt xước tím đen nhé các bạn nhé. Đây, có cái mắt xước tím đen ở tận tít trong. Đấy, có cái họng vàng nữa này. Chuối ngọc thì có giá là 200.000 1 kg. Đấy. Nói chung là các bạn quan tâm những mặt hàng này, các bạn xem clip lúc buổi chiều em đăng lên nhé các bạn nhé. Còn đây là trầm này. Lúc buổi chiều thì em có đăng lên một clip, các bạn ấn vào cái tên Lan Rừng Ngọc Bền á, vào đấy các bạn xem, lại tiếp tục ấn sang bên video á, rồi các bạn xem clip đầu tiên nhất nhớ các bạn nhé. Đấy, cơ sở xem clip thứ hai chứ, bởi vì clip bây giờ em post lên là nó sẽ là clip đầu tiên nhất về cái gì giò đùi gà các bạn ạ. Đấy, rất là nhiều loại mặt hàng luôn của phiên hôm nay đấy các bạn. Quan tâm mặt hàng nào thì hãy gọi điện cho chúng em đặt hàng nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn ạ.